Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người là phô vi nấm linh chi bên em đã nảy mầm rồi, nó đã có những mầm nấm rồi. Đây em sẽ quay cho mọi người. Đây là phôi nấm linh chi bên nhà em nha. Bây giờ em sẽ tiến hành là đi trồng nấm linh chi nha mọi người. Rồi, ai cần phôi nấm linh chi thì liên hệ bên em nha. Sau 3 ngày bung bịch phôi nấm linh chi thì bịch phôi bên em nó cũng đã ăn tơ trắng hết rồi. Mình sẽ quay cho mọi người. Chuẩn bị là thu hoạch nấm rồi đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người trồng nấm có được một vụ mùa bội thu. Hay mọi người mua phôi nấm thì đừng quên công ty nấm Ngon Việt nhà em nha. Xin chào tất cả mọi người.